Sáng ngày 21 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện An Phú tổ chức phiên họp thường kỳ triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và chương trình công tác năm. Ông Trần Hòa hợp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, chủ trì phiên họp. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, trong 21 chỉ tiêu, An Phú đã thực hiện đạt 20 chỉ tiêu, còn một chỉ tiêu chưa đạt là sản lượng lương thực giảm 1.355 tấn so với cùng kỳ, nguyên nhân do chuyển dịch cơ cấu cây trồng chỉ đạt 99,1%. Các đại biểu đã thảo luận nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trong năm 2021. Trong đó có phương án tháo nước chống úng cho tiểu dùng 3 xã Khánh An, Khánh Bình và thị trấn Long Bình về quy hoạch dùng sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm giảm rủi ro cho nông dân các vấn đề trong thực hiện các tiêu chí chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục giảm tỷ lệ học sinh bỏ học việc sắp xếp lại trật tự vỉa hè hành lang lộ giới công tác chăm lo cho hộ nghèo cận nghèo gia đình chính sách vui xuân đón tết nguyên nhân để diễn ra tệ nạn xã hội trên địa bàn và công tác tuyển quân Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Huynh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú, yêu cầu các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu tiêu chí không cần vốn trong xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về dịch bệnh Chikungunya và các biện pháp phòng tránh. Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Hòa hợp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú cho biết, trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, An Phú vẫn xác định kinh tế nông nghiệp là nền tảng Do đó, ông yêu cầu ngành nông nghiệp, các ngành các cấp và các xã thị trấn cần thực hiện việc quy hoạch dùng sản xuất, đưa kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững và mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh nghiên cứu lại tạo các giống lúa phù hợp với đặc thù địa phương, mang lại chất lượng cao, có sức cạnh tranh thị trường trong nước và thế giới. Cùng với đó, giám sát quản lý nghiêm các công trình dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, thực hiện khai thác đấu giá đò, chợ công khai minh bạch đúng quy định của pháp luật, Việc sắp xếp lập lại trật tự dễ hè, hành lang lộ giới phải thực hiện kiên quyết xử lý nghiêm, tránh tái diễn. Đối với vấn đề văn hóa xã hội, ông đề nghị phòng giáo dục và đào tạo có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học, không để học sinh vì nghèo phải bỏ học, nêu cao tinh thần trách nhiệm của ngành y tế, các ngành các cấp và toàn thể quần chúng nhân dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, dịch bệnh chikungunya các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng trong công tác tuần tra phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép đặc biệt là các đối tượng cầm đầu tổ chức đưa rước người qua lại biên giới trái phép kiên quyết triệt xóa các loại tệ nạn xã hội tồn tại trên địa bàn